nghiên cứu hết rồi. Con giờ con nghiên cứu máy tính không được. Go. Cho miếng bệ tinh đi. Bệ tinh lên này. Nó xịt như đó thôi. Nóng liền không? Nóng liền là nó mới vô được. Xăm xăm này có bạch tinh nó đỡ lắm. Phải xong con bướm này là mới qua tác phẩm khác được các bạn. Hello anh em. Anh em comment nói chuyện có văn hóa xíu rồi vui vui nha anh em. Anh em cứ nói vui là được. Đừng có nói bậy bạ quá. Mình lớn rồi. Nếu một ngày người em yêu bồi bàn xong phép qua thay hộ cái ly nước của mũi ngon mẫu. Giấy này lâu vậy nó không rác đúng không? Đỡ. Chúc lời. Hello. Quen không sư phụ? Quen chút lời không sư phụ? Không. Hát nó ra đi. Đây. Gửi đồ chưa? Gửi ấm trà chưa? Nói với Sơn đi mua ấm trà gửi cho mình á. Tặng mình ấm trà uống uống trà đàm đạo đồ. Bữa Nguyễn Sơn nó sẽ nghe sư phụ hỏi á. Dạ. Thì bố á. Trai ngoan xăm đẹp quá. Hình xăm là phải chất. Hình xăm là phải chất và phải đẹp nha các bạn. Trường Sơn Hiển à, Đại Quang Phát. Chưa anh ơi. Anh nói vậy nói, cơ hội trả thù của em còn đó mà. Cho mày nói thoải mái, vô đây tao trả thù mày. Bỏ bị hầm mới có 2-3 tiếng chưa sợ. Kêu ngứa rồi, giờ đang lành rồi. Nếu sau này người yêu em bội bạc thì hãy về ở với anh đây. Hay vậy dù một. Học câu đó hay lắm. Câu đó hợp lý. Hợp lý luôn rồi dù một. Mình sẽ bỏ qua tất cả.
Các bạn thấy xăm đẹp thì bảo like nha, các bạn đừng coi em bậy em bạ nha. Nghe hơi mừng quá. Gì? Nghe, nghe, nghe. Dứt rượu cục vitamin nữa đi. Chờ con thầy Út còn những cái lò. Đời lúc nào nó không bao giờ vẫn trọn vẹn thì người ta đâu gọi là đời nữa. Nhiều cái vui hơn, nhiều cái nực cười.